0 giờ ngày 16 tháng 12 khi mà cái trạm thu phí BOT ở Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu đi vào sự việc à, lấy tiền thì đã có hàng chục người dân đã căng băng rôn, phát loa và đã ngừng xe lại để mà phản đối sự việc mà thu tiền BOT này. Sau khi mà cái sự thu phí cướp tiền được khoảng 40 phút thì cái trạm thu phí bắt buộc phải bị đóng cửa và đã làm trở lại vào lúc 2 giờ 13 phút nhưng đến lúc 3 giờ 25 phút thì họ bắt buộc phải dẹp ngay. Đến trưa ngày 16 tháng 12 thì cái trạm mà thu phí này hầu như là đã bị bất động. Tuy nhiên, rất nhiều xe vẫn không chịu di chuyển. Họ đang ngừng lại trong cái làng xe để mà phản đối sự việc thâu tiền. Các người tài xế thay nhau thức đêm để mà phản đối. Các người tài xế và người dân à, họ đang ngủ ngay bên lề đường và thay nhau trực ngày đêm để mà phản đối. Dạng sáng ngày 17 thì có hàng chục xe tải đã tiếp tục ngừng xe trong cái làng thu phí, bấm còi in ỏi để phản đối sự việc thu phí. Vào à, lúc mười, ngày 15 tháng 12 thì bên ngoài trụ sở BOT Ninh Xuân, một chiếc loa lớn đã được mở liên tục à, phát đi cái nội dung yêu cầu chủ đầu tư ngừng thu phí trả lại quốc lộ 26 cho người dân. Đúng theo nghị quyết số 437, Bộ Giao thông Vận tải đã cho ngừng 14 cái dự án thu phí Trong đó có 4 dự án đã ngừng thu phí Tại sao cái bảng, cái trạm này chưa ngừng Văn bản đề ngày 10 tháng 10 năm 2019 Do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa à, Chuyển đơn kiến nghị gỡ bỏ trạm thu phí à, Ninh Xuân cho Bộ Giao thông Vận tải Cho đến nay vẫn chưa được nhận được Một cái sự hồi đáp nào từ Bộ Giao thông Vận tải Theo ông Phan Xuân Hạnh là trạm trưởng trạm thu phí Ninh Xuân ông ta cho biết rằng trước khi đi vào hoạt động thì họ đã xin ý kiến đến các bộ ngành, chính quyền địa phương để mà miễn giảm phí cho hơn 2.950 chiếc xe hơi và cho các phương tiện di chuyển của 19 xã, 10 phường thuộc thị xã Ninh Hòa nằm trong cái bảng bán kính là 10 cây số tính từ trạm thu phí. Tuy nhiên, thưa quý vị, các người tài xế thì họ cho rằng cái vị trí đặt trạm mà thu phí không hợp lý vì đây là cái đường độc đạo và cách đó 10 cây số cũng có một cái trạm thu phí khác đó là trạm thu phí Ninh Lộc trên quốc lộ 1A. Người dân họ yêu cầu tháo gỡ trạm thu phí này và đưa cái trạm này vào cái đường đường tuyến đường chính để mà tránh thay vì đặt cái trạm thu phí trên quốc lộ 26. Về sự việc người dân cho rằng công ty không thực hiện theo nghị quyết 437 thì ông Hạnh giải thích như sau. Ông đã trình các cấp để mà Uh, có quyết định uh, thâu tiền về cái vị trí mà đặt trạm theo ông hạnh nói tiếp đó là do cơ quan quản lý nhà nước tính toán nó không phải do công ty của ông ta làm ra thưa quý vị nghe qua thì quá quen phải không tất cả mọi người đều uh, trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác.